Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, chiều ngày 1 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức ra mắt bộ phim truyện truyền hình Bình Minh Phía Trước. Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Bộ phim truyện truyền hình mang tên Bình Minh Phía Trước do đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng viết kịch bản và đạo diễn, gồm 10 tập với thời lượng 45 phút mỗi tập. Vai chính của bộ phim do diễn viên trẻ Nguyễn Thanh Tuấn đảm nhiệm. Bộ phim được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, ngày 9 tháng 7 năm 1912, ngày 9 tháng 7 năm 2022. Bình Minh Phía Trước là câu chuyện về một thanh niên An Nam đi tìm ánh sáng và chân lý, về quá trình quan sát, nhận thức, tư duy, hành động và trưởng thành, anh dũng hy sinh của một nhân vật lịch sử. Bộ phim được xây dựng công phu, giàu cảm xúc, bố cục mạch lạc, nội dung hấp dẫn, tái hiện hành trình tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Khắc họa chân dung của nhà cách mạng trẻ tuổi tài năng kiên trung, xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo yêu nước và trong bối cảnh xã hội thực dân phong kiến những năm đầu thế kỷ 20. Bộ phim được triển khai thực hiện trong 2 năm 2021-2022. Để hoàn thiện được tác phẩm này, quá trình sản xuất và hậu kỳ thực hiện liên tiếp trong 6 tháng cả ngày lẫn đêm. Từ khâu kịch bản cho đến quá trình sản xuất, đoàn làm phim phải đi khảo sát gần 20 tỉnh thành phố trên toàn quốc và chọn 13 tỉnh thành phố để dựng và quay phim. Bộ phim sẽ được công chiếu chính thức trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Thông qua bộ phim nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về thân thế sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo tuổi trẻ, trí lớn, tài cao, đức cả của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Bắc Ninh.